thật sự rất hào hứng bởi vì tôi muốn giới thiệu cho bà con thấy một sản phẩm đã giúp một vị khách hàng của chúng tôi tiết kiệm được rất rất nhiều thời gian trong khâu chuẩn bị thức ăn trong chăn nuôi. Và còn hơn thế nữa, chi phí chi tiêu của thức ăn trong trang trại cô ấy đã giảm đi một mức đáng kể, nhưng chất lượng thì thu hoạch lại rất là cao. Sản phẩm này giúp cô ấy tận dụng được nguồn thức ăn có sẵn trong nhà. Tất cả những việc cô ấy làm chỉ là đi gom chúng về rồi băm nhỏ, trộn với một chút thức ăn công nghiệp và cho vật nuôi ăn. Xin giới thiệu tới bà con, đây là sản phẩm giúp trang trại của cô ấy ngày càng tuyệt vời hơn. Máy băm chuối thương hiệu Takeo TK3000. Thưa bà con, tất cả các sản phẩm mang thương hiệu của Takeo sẽ được bảo hành đến 18 tháng về máy. Motor lỗi 1, lỗi 1, trong vòng 12 tháng nếu lỗi do nhà sản xuất. Bà con lưu ý, khi bà con mua máy băm chuối Takeo thì trên thân máy sẽ có dòng chữ Takeo dập nổi để giúp bà con tránh mua phải hàng nhái, hàng kém chất lượng và hàng không chính hãng. Vâng, và sau đây Yến sẽ mời bà con cùng Yến test coi máy Takeo TK3000 làm việc như thế nào nhé. Rồi. Đúng rồi, anh cứ cho từ từ vào rồi. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.